Ở đây Minh Thiền nhận được vài câu hỏi thì xin trả lời vắn tắt rồi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện, vì đường về còn xa, hơn nữa hôm nay là ngày rằm, chùa cũng có nhiều việc. Ôn nói là 2 giờ giảng, 3 giờ là xong, ấy vậy mà lên đây tới 3 giờ rưỡi mới giảng. Trong khi Phật tử thì ở dưới chùa, họ đến chùa, họ điện thoại, họ réo, họ gọi, thầy ơi, thầy ở đâu rồi? Thưa, đây có câu hỏi là, bạch thầy, cúng giao thừa có cần thiết hay không? Hay cúng ngày mùng 1 là được rồi ạ? Đại chúng nghĩ cúng giao thừa có cần thiết không? Cần không? Có. Tại sao có? Hả? Người xưa nói rằng tống cụ để nghinh tân, tức là tiễn cái cũ đi để đón cái mới về. Thời khắc giao thừa là thời khắc đất trời chuyển mình giữa giao và nhận. Như vậy thì theo cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta thì cái giờ khắc giao thừa nó cũng quan trọng lắm đó nha. Quan trọng vì nó bắt đầu cho một năm mới. Có những người họ không có thời gian, không có điều kiện để cúng giao thừa. Thực tế mà nói là bây giờ có những người họ làm luôn cả 30 lẫn mùng 1 Tết. Thì những trường hợp này có thể cúng đón giao thừa vào sáng mùng 1, trưa mùng 1, chiều mùng 1, tối mùng 1 cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì hoàn cảnh mình bận bịu bởi công việc. Mình trực ở cơ quan, mình trực ở bệnh viện, mình trực ở công ty, hoặc giả là mình đang làm một cái việc gì đó mà nó dang dở chưa hoàn thành. Mình không có rảnh tay, mình không có thời gian để thức, để cúng giao thừa. Thì có thể cúng vào ngày mùng 1 sáng, trưa, chiều gì cũng được. Còn nếu như có thời gian, mình không bận biểu việc gì hết, thì mình cứ theo đúng như cái tục xưa giờ của ông bà mình để lại. Đó là đúng thời khắc giao thừa thì mình thiết một cái lễ có hương hoa, trà quả, có nhang đèn, với lòng thành kính của mình dọn ra trước nhà để mình cúng. Mình cúng cái này nó không phải là mê tín, mà mình cúng cái này nó thể hiện cái lòng biết ơn đất trời. Cái lòng biết ơn đất trời. Chẳng hạn như theo cái quan niệm họ dựa trên 12 con giáp, thì năm nào con vật đó canh giữ. Chẳng hạn như năm nay mình chuẩn bị tiễn con heo đi, tức là chúng ta chuẩn bị tiễn kỷ hợi đi để đón canh tí tới, thì cái quan niệm trong nhân gian là con heo đã canh giữ cho chúng ta suốt một năm. Cúng đó cũng gọi là cúng để bày tỏ cái lòng biết ơn. Mình đang nói theo quan niệm của nhân gian chứ không nói theo quan niệm của Phật giáo nha. Cúng để bày tỏ lòng biết ơn một vị thần trong 12 con giáp đã canh giữ thời gian cho chúng ta là 365 ngày. Rồi cũng trong cái cúng đó, vừa cúng tiễn mà cũng vừa cúng để đón, đón một vị thần mới đến để tiếp tục cái việc là canh giữ thời gian cho chúng ta. Như vậy cúng giao thừa là cúng để biết ơn những vị thần trong 12 con giáp luân phiên nhau canh giữ thời gian cho chúng ta. Đó là thầy nói theo quan điểm của nhân gian. Còn trong Phật giáo thì Phật giáo không hề đề cập. Cái nói không hề đề cập này có nghĩa là chúng ta nhìn vào những trang kinh, Đức Phật không dạy chúng ta những điều này. Nhưng cái đẹp của Phật giáo đó là khi Phật giáo đi đến bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ vùng miền nào, lãnh thổ nào, nơi chốn nào, thì Phật giáo
rất là dễ dàng hòa nhập với phong tục tập quán, với cái văn hóa đẹp của vùng miền đó, của lãnh thổ đó, của quốc gia đó. Vì vậy Phật giáo của chúng ta hòa nhập được với những cái nét đẹp của từng quốc gia, từng vùng miền mà vốn dĩ đã có trước đó, trước khi Phật giáo có mặt. Và cái tục mà cúng giao thừa này đó, nó có mặt ngàn đời rồi, chứ không phải có mặt trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy mà ở đây Minh Thiền nói rằng, nếu như không bận biểu công việc thì chúng ta dành một chút thời gian vào cái thời khắc quan trọng, được xem là thời khắc giao thừa, để làm một mâm lễ, để cúng tạ ơn trời che đất chở, đó cũng là tốt. Còn nếu như ta bận biểu công việc, thời khắc đó không cúng được, thì có thể trưa, chiều, mùng 1, mùng 2 gì đó ta cúng cũng được. Vì cúng cái đây là cúng để bày tỏ lòng biết ơn nha, chứ không phải cúng để cho một vị thần linh nào đó ăn. Bạch Thầy, đầu năm đi thập tự 10 chùa mang ý nghĩa gì? Ở đây chùa Minh Đức chúng ta năm nào cụ cũng dẫn đi thập tự. Và năm nay thì Minh Thiền nghe cụ nói là chuẩn bị dẫn đại chúng đi tới 10 chùa ở miền Tây đó. Các vị đi 10 chùa đầu năm, hoặc 15 chùa, 20 chùa, hoặc 5 chùa, 7 chùa, các vị đi để làm gì vậy? Hả? Cầu mong điều gì? Thứ nhất là chúng ta đi tới chùa lễ Phật, chúng ta mong có được cái phước. Thứ hai là chúng ta dâng lời cầu nguyện của mình lên Đức Phật. Thực tế giữa lời cầu nguyện để dẫn đến đạt được lời cầu nguyện, nó là một khoảng cách cực kỳ xa. Không phải chúng ta cầu nguyện mà được. Nhưng thưa, nếu như lời cầu nguyện ta quỳ dâng lên Đức Phật, con cầu nguyện cho con được mạnh khỏe, cầu nguyện cho gia đình con được mạnh khỏe, cầu nguyện cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, con cầu nguyện cho cháu của con, cho nó học, nó thi tốt, nó đỗ đạt, cầu nguyện cho con của con nó có công việc làm ăn ổn định. Chúng ta cầu nguyện như thế, xin thưa, giữa cầu nguyện và thực tế có khi nó hoàn toàn trái ngược, nó hoàn toàn khác. Bởi vì chúng ta thường cầu nguyện là vì chúng ta chưa có, chúng ta mới cầu, chúng ta mới xin. Và những lời cầu nguyện mong tốt cho mình, mong tốt cho gia đình, mong tốt cho người thân, người thương, những lời cầu nguyện này không hề sai, không hề sai. Đôi khi trong lời cầu nguyện đó chúng ta đang thể hiện tình thương của mình với những đối tượng mà được mình cầu nguyện. Cái cầu nguyện đó cũng không có sai, nó cũng tốt mà, vì nó thể hiện tình thương. Cuộc sống này mong muốn mình được hạnh phúc thì đâu có sai, mong muốn mình được khỏe mạnh thì đâu có sai, mong muốn gia đình mình được giàu có, thoát khỏi nghèo nàn để mình có thể đóng góp cho xã hội này nhiều thứ hơn, cũng đâu có sai. Vì vậy nếu như cầu nguyện những điều đó, đại chúng cứ cầu nguyện. Nhưng bên cạnh đó Minh Thiền bổ sung thêm rằng, nếu như chúng ta cầu nguyện về sức khỏe thì chúng ta phải biết ăn uống điều độ, ăn uống cho nó có khoa học. Chúng ta ngủ nghỉ nó có khoa học. Chúng ta phải có những bài tập thể dục, những bài tập yoga để bảo vệ sức khỏe của mình. Thì bên cạnh lời cầu nguyện, chúng ta phải có được phương pháp thực hành để lời cầu nguyện đó nó mới thành hiện thực. Chứ nếu như chúng ta cầu nguyện mình có sức khỏe, mình ăn uống vô độ, mình say sưa chè chén, mình cứ đè những cái gì ngọt mình quất, cứ nước ngọt mình chơi thả ga, rượu mình chơi tới bến, bia mình không từ lon nào thì xưa làm sao có sức khỏe được. Thuốc thì mình hút hết gói này tới gói khác thì làm sao có sức khỏe được. Vì vậy cầu nguyện thì phải có phương pháp để đạt được lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện để cho gia đình mình được hạnh phúc thì tất nhiên mình phải là người chế tác hạnh phúc đầu tiên trong ngôi nhà đó. Mình phải biết quan tâm,
Mình phải biết lắng nghe, mình phải biết chia sẻ, mình phải biết đồng cảm với những người cùng trong gia đình của mình thì mới có thể đi đến hạnh phúc. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình con được ấm im hạnh phúc, nhưng mà ta gặp ai trong nhà ta cũng gây hết, ta gặp ai ta cũng cự hết, sao có hạnh phúc được. Ta cầu nguyện cho đời sống này chúng ta luôn gặp được những điều may mắn, nhưng mà chúng ta luôn làm những hành động, chúng ta luôn có những lời nói nó hoàn toàn sai phạm đạo đức, nó hoàn toàn tiêu cực, thì làm sao cuộc sống chúng ta gặp được những điều may mắn, gặp được những điều tốt đẹp. Vì vậy đi chùa đầu năm nó mang một cái ý nghĩa, đó là đi để tự bản thân chúng ta tạo phước cho mình, và chúng ta dâng lời cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho người thân, người thương và cho cả pháp giới chúng sinh này, để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải sống cho thật là tốt với những lời cầu nguyện đó. Đó là mình chỉ nói ở phần nhỏ là đến chùa cầu nguyện. Nhưng một người Phật tử đầu năm đi chùa còn thể hiện cái tinh thần của người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tức là thân cận sự nam, cận sự nữ đối với ngôi Tam Bảo. Thường thì Phật tử đi 10 chùa, ngoài việc lễ Phật chúng ta còn làm gì nữa? Dâng tịnh tài, tịnh vật lên, cúng dường Tam Bảo với ước nguyện gì? Ước nguyện mong muốn quý thầy, quý cô ở ngôi chùa đó, ngôi tịnh xá đó, ngôi thiền viện đó có cái của để làm phương tiện, để khỏi phải lận đận, khỏi phải vì vật chất mà phải bươn chải bôn ba ngược xuôi để kiếm tiền thế này thế khác. Người Phật tử nào cúng cũng với tâm niệm cúng để quý thầy quý cô có phương tiện để lấy đó để hành đạo, để độ sanh, thì đó là chúng ta đang thể hiện lòng tôn kính của mình đối với ba ngôi Tam Bảo, đúng không ạ? Vậy thì cái đi thập tự đầu năm, ngoài việc cầu phúc, cầu lộc, cầu an cho gia đình mình, chúng ta còn thể hiện được tinh thần của người cận sự nam, cận sự nữ để hỗ trợ cho chư tôn đức tăng ni, để chư tôn đức tăng ni có điều kiện yên tâm mà phụng sự cái công sức, cái khả năng, cái trí tuệ của mình cho đạo, cho đời. Vậy thì đi thập tự hay đi nhiều hơn thế nữa là việc tốt. Mà Minh Thiền nghĩ rằng không phải đầu năm mới đi. Lúc nào chúng ta thành kính, lúc nào chúng ta muốn đi thì cứ tổ chức đi thôi. Đừng đợi tới 100-200 người mới đi, hoặc là 500-700 người mới đi. Nếu như trong gia đình của mình có điều kiện, mình quý mến cái chùa đó, mình nghe cái chùa đó với thầy với cô khổ, mình nghe cái chùa đó đang xây dựng thế này thế khác thiếu thốn, mình với vợ, với con, với chồng của mình, với người thân của mình cứ rủ nhau về đó cúng dường, cứ rủ nhau về đó để hỗ trợ tinh thần cho quý thầy quý cô. Đó là điều rất tốt, tạo phước lành rất là lớn, chứ không phải chỉ có đầu năm thôi. Còn nhưng nếu người nào mà công việc bận bịu suốt năm, không có thời gian, không có điều kiện để đến chùa vào những ngày 14 rằm 30 mùng 1 hoặc tham dự các khóa tu đó, thì ít nhất trong những ngày đầu năm rảnh rỗi cũng nên đi lễ Phật 5-7 chùa, 10 chùa chỉ đó. Đó cũng là cái việc rất là tốt nha. Thưa Thầy, là Phật tử thì có nên chọn giờ tốt để xuất hành, chọn người hợp tuổi để sống đất không? Phật tử nghĩ thì sao? Hả? Có cần không? Mình là Phật tử, mình nói không cần. Nhưng những vị không phải là Phật tử, những vị chưa tìm hiểu về giáo lý của Đạo Phật rất cần chuyện này, rất cần chuyện này. Có cái chú đó, chiều ngày mùng 1 thì chú chạy đến chùa. Chú nói, Thầy ơi, ngày mai mùng 2 con thỉnh Thầy về Thầy cúng nhà con giùm cái. Mình mới nói, Tết nhất ai mà đi cúng, mà làm gì cúng sớm vậy, có đám giỗ hả? Ông nói không, con bực quá mà không biết quá giải như thế nào, cho nên phải tới chùa thỉnh Thầy, Thầy cúng để
hóa giải cái xui xẻo cho con, để xua đuổi cái xui xẻo cho con. Tôi hỏi, ủa, cái gì xui xẻo? Năm nay đó là cái năm kỵ tuổi của con, mà cái giờ giao thừa xong cái thằng bên cạnh nó cũng là kỵ tuổi. Giao thừa xong nó lủi lủi qua nhà con, nó xong đất. Con bất an từ hồi giao thừa tới bây giờ, khổ sở vô cùng, nhưng mà con không biết làm sao, chửi nó chửi không được, mất tình cảm, mà bực khó chịu ghê á thầy. Đầu năm đầu tháng gặp cái thứ gì đâu không, cho nên không biết cách nào. Thì con nói với vợ con, vợ con nói thôi vậy chạy qua chùa thỉnh thầy cúng, thầy đẩy cái xui đó đi. Minh Tiền hỏi, vậy chứ cái xui đó anh thấy nó bự không? Nó bự tới chừng nào, nó nằm ở chỗ nào? Anh phải thấy nó, anh chỉ thầy, thầy mới tới thầy đẩy giùm anh được. Chứ còn bây giờ anh nói không không vậy thầy đâu có biết nó nằm chỗ nào đâu đẩy. Mà thầy nói thiệt, thầy đôi khi còn xui hơn cái ông đó nữa đó. Cái ông đó có thể ổng là sao La Hầu, sao sao Văn Hướng, sao sao gì đó. Thầy là sao Chuỗi, thầy là sao Quả Tạ, tới nhà anh mất công có chuyện gì anh đổ thừa thầy nữa. Thưa, tất cả là quan niệm của nhân gian, quan niệm của chúng ta. Đôi khi vì sự ích kỷ của bản thân chúng ta nghĩ những điều đó. Và có rất nhiều người, có rất nhiều người họ cạch mặt nhau, họ không nhìn nhau chỉ vì cái việc xông đất. Mày không hợp tuổi, mày xui xẻo, mày không làm ăn ra mà mày đi xông đất nhà tao. Rồi có những người họ vui lắm, họ nói thế này: con không bao giờ cho ai xông đất nhà con. Con cúng giao thừa xong là con nhảy ra cổng, xong con nhảy vô lại liền, là bản thân con xông đất nhà con luôn. Nên tất cả là quan niệm của nhân gian. Không hề có cái chuyện người đó kỵ tuổi mình, không hề cho cái chuyện người đó nó vô nhà mình nó xông đất đầu năm là nó đem tới cái xui cho mình. Không phải. Tất cả đều do chúng ta ích kỷ, do chúng ta sợ hãi, cho nên chúng ta mới nghĩ ra những điều đó thôi. Nên thầy mới khuyên Phật tử rằng, nếu là Phật tử nha, ở đây chỉ khuyên Phật tử chứ không dám khuyên những vị không phải là Phật tử, không dám khuyên những vị bên ngoài. Khuyên Phật tử, tất cả mọi thứ là quan niệm. Chúng ta không dám nói là quan niệm sai lầm, không dám nói là quan niệm cổ hủ, vì đó là quan niệm của rất nhiều người. Chúng ta không được quyền đả phá tư tưởng của người khác. Nhưng khuyên Phật tử rằng, biết đó là quan niệm không được chuẩn xác, Đức Phật không dạy về điều đó. Vậy thì chúng ta không nên đặt niềm tin vào điều đó. Còn cái việc chọn giờ tốt để xuất hành, chọn giờ tốt để khai trương, hầu như những vị không là Phật tử hay là Phật tử mà có mua bán, có làm ăn, có kinh doanh thì đều đến chùa để nhờ quý thầy coi ngày khai trương. Thầy ơi, năm rồi con khai trương vào mùng 6, buôn bán làm ăn quanh năm thấy cũng được, vậy năm nay thầy coi cho con cái ngày khai trương. Ông thầy ông coi coi xong ông phán cho cái ngày, cái là về đúng ngày mới khai trương nghe. Có nhiều ông thầy ông coi coi ông nói tới rằm mới được khai trương, là thay vì mình bán ngày mùng 6 tới ngày rằm mình được một số vốn rồi. Nhưng mà thôi, thầy phán rồi. Mà có một điều lạ thế này nè, ông thầy mà ông phán mà năm đó thấy làm ăn được rồi đó, là nhất định Tết là tới chỉ nhờ ông thầy đó coi thôi, không bao giờ đi ông thầy khác. 10 ông thầy khác phán cái ngày nào đó cũng không bao giờ nghe, chỉ tới ông thầy đó thôi. Ông thầy đó ông coi hay lắm á, ông thầy đó ông coi mới làm ăn được, tới ông thầy khác coi làm ăn không được bể nợ là chết luôn. Thưa với đại chúng, làm ăn phải vận dụng kiến thức, phải năng nổ với công việc, phải yêu mến cái nghề của mình làm. Rồi chúng ta phải thật thà nữa. Cái cần nữa là chúng ta phải tạo được phước. Cho nên nhà Phật nói rằng, muốn thoát khỏi nghèo khó thì chúng ta cần phải tạo phước lành mới thoát khỏi nghèo khó. Muốn thoát khỏi ngu dốt thì chúng ta cần phải gieo giống trí tuệ. Cũng vậy, bây giờ mình cứ nghĩ đến coi cái ngày đó, mà đúng ngày đúng thầy coi thì mới làm ăn được. Thưa vậy chứ cái nước ở phương Tây họ đâu có coi ngày giờ như mình đâu. Họ giàu đùng đùng đó. Có những người
họ không hề có ngày có giờ, họ vẫn kinh doanh, họ ăn nên làm ra đó thì sao? Vậy thì nếu như chúng ta quy định rằng phải coi ngày coi giờ mới được khai trương, mới được kinh doanh, mới được mua bán thì làm ăn mới được, xin lỗi đại chúng, vậy chứ có rất và rất nhiều những người Phật tử khi hiểu được đạo rồi họ không tin vào điều này. Mình xin lỗi trước là vì có những người họ hoàn toàn không tin và họ cho rằng những ai tin điều này là mê tín, là mù mị, là dị đoan. Và những người Phật tử đó họ ăn nên làm ra rất là nhiều. Vậy thì cái ngày, cái giờ đâu có quyết định được. Quyết định được hay không là coi chúng ta có kỹ năng, chúng ta có yêu nghề, chúng ta có năng nổ, chúng ta có nhiệt tình, chúng ta có phước báo hay không mới quyết định được nha. Nên là Phật tử thì ngày nào khai trương thấy nó thích hợp, phù hợp là được rồi. Còn nếu như mà muốn tốt á, muốn mà cho nó an tâm đó, thì mình có thể dọn một mâm cơm, nấu một mâm cơm cũng đầy đủ tất cả lễ nghi để dâng, để cúng. Mà cái dâng cúng này đó không phải là dâng cúng để cầu mong thần linh hay là những người khúc mặt khúc mài ban phước cho mình, mà dâng cúng gọi là con xin trình cái lễ này. Thật sự ra thì mình trình ai bây giờ? Trình ai? Thường quý thầy dạy là ở mỗi chỗ mỗi nơi á, ở mỗi cuộc đất, ở mỗi cái khu vực luôn có một vị thần cai quản. Và ở chỗ xung quanh chúng ta sống luôn có những cái vong hồn dứt dưỡng. Mình cúng cái lễ đó là để trình các vị: hôm nay là ngày con xin được khai trương, hôm nay là ngày con xin cúng cho các vị mâm cơm như thế này, mong các vị thọ hưởng bữa cơm này để các vị nói lòng ấm dạ, mong các vị siêu thoát, chứ không phải mong các vị phù hộ cho con luôn. Nhớ như vậy nha. Vậy thì người Phật tử vẫn kinh doanh, vẫn mua bán, vẫn làm ăn, nhưng phải có niềm tin chân chính. Đừng có chạy ngược, chạy xuôi để coi ngày, coi giờ. Đức Phật không dạy điều đó đâu nha. Bạch thầy, gia đình đang có tang thì có nên đi chúc Tết ba ngày đầu năm hay không? À, cái câu hỏi này hay nè. Bản thân của những người sống chung với những người có tang mà ở xóm, ở diện rất là sợ, sợ canh chừng, phập phòng, lo lắng. Lại trời lại Phật, Tết năm nay trong mấy ngày Tết, mong cái ông đó, cái bà đó, con nhỏ đó, cái thằng đó nó đừng có qua nhà mình, nhà nó đang có tang. Mình nghĩ tang là cái gì? Tang là cái gì đó nó kinh khủng lắm, nó tang tóc, nó thê lương lắm. Cho nên mình nghĩ rằng nếu như nó đang có tang, nó đang chịu tang ông bà cha mẹ nó đang chịu tang người thân nó, mà nó qua nhà mình trong những ngày Tết là nó đem cái tang thương, tang tóc, nó đem cái điềm gởi, nó đem cái xui xẻo đến cho gia đình mình. Mình sợ. Đôi khi mình thấy người ta đi, mình thấy người ta đi từ xa xa, mình chạy ra mình đóng cổng rào lại. Nhưng mà thật sự người ta đâu đi vô nhà mình đâu. Sống cái gì mất tình cảm như vậy? À, đừng có sống mất tình cảm như vậy nghe. Là một người Phật tử phải mở cái lòng bao dung. Chúng ta phải vui để đón những người đó. Nhà họ đang có tang, tức là họ đang chịu cái nỗi buồn, đang chịu sự mất mát. Ấy vậy mà họ vượt qua cái nỗi buồn, sự mất mát đó, họ vì tình cảm. Bản thân những người đó họ cũng rất là sợ. Họ sợ rằng nếu như những ngày Tết không đến thăm nhà anh đó, nhà chị đó, nhà cô đó, nhà dì đó, nhà chú, nhà bác đó, thì người ta sẽ trách mình đầu năm đầu tháng không thể hiện cái tình. Cho nên rồi họ vượt qua được cái sợ hãi, họ vượt qua được cái sự đau khổ vì mất mát người thân, người thương. Họ đến nhà mình, họ chúc Tết, cái tình của họ dành cho mình lớn lắm.
Vậy thì tại sao mình lại tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta? Khi thấy người ta đến mình khó chịu, khi thấy người ta đến mình bực bội, khi thấy người ta đến mình nghĩ rằng họ đem cái điềm xui đến. Ở chùa 30, mùng 1, mùng 2 Tết, có những vị Phật tử có người thân mất, tới chùa thỉnh quý thầy vẫn đi đám bình thường mà. Quý thầy có xui xẻo gì đâu, đâu có xui xẻo gì đâu, mọi thứ vẫn thấy tốt lành mà, đâu có xui. Chúng ta quan niệm, có những cái quan niệm của mình nó gây mất tình cảm ghê lắm, nó gây mất đoàn kết. Cái anh chàng đó, anh đang chịu tang cha ảnh, ảnh đang buồn khổ vì sự mất mát cha, nhưng rồi nghĩ Tết năm nào mình cũng đến chúc Tết nhà cái anh đó, năm nay mình không đến đôi khi ảnh trách. Nghĩ như vậy đến chúc Tết, vừa quay lưng ra về, chúng ta ở đây trách móc cái thằng đó, nó vô duyên, cái thằng đó thế này thế khác, tại sao mang tang mà còn đến nhà người khác thế này thế kia, rồi mình lại đi bêu xấu người ta trong khi người ta đang mang tâm niệm tốt đến với mình. Là một người Phật tử chân chính có lòng bao dung thì chúng ta vui vẻ đón những người đó vào nhà, mời họ chung trà. Và sau những lời chúc Tết, chúng ta còn phải có những lời động viên, những lời an ủi, những lời chia sẻ nỗi buồn với họ, an ủi họ hãy cố gắng vượt qua sự mất mát này, an ủi họ vượt qua được cái nỗi buồn này, an ủi họ chứ, họ đang đau khổ vì mất người thân mà. Giá như bản thân của chúng ta là người chịu tang và chúng ta bị người khác gièm pha, chúng ta bị người khác bỉm môi chê cười, chúng ta bị người khác chỉ trích là mình đem điềm gởi, đem điềm xui đến cho gia đình họ trong những ngày đầu năm, chúng ta buồn không? Buồn không ạ? Buồn. Và thầy cũng xin thưa rằng trong cuộc sống của chúng ta, tất cả chúng ta ai cũng chịu tang. Các vị đừng nghĩ rằng chúng ta làm cái nghi thức xả tang là hết tang, không. Mất cha mất mẹ là tang thương suốt cả đời. Mất ông bà là tang thương suốt cả đời. Mất người thân là tang thương suốt cả đời. Chứ không phải là xả tang rồi thầy ổng dễ bùa lên đầu ổng tụng bài kinh rồi là xong hết tang, không phải. Mất người thân người thương là tang. Vậy thì nghi thức xả tang nó cũng không nói lên được là chúng ta hết xui hay là chúng ta sẽ gặp may mắn, vân vân. Vì cái tang đội trên đầu, ai dám khẳng định đó là xui? Và nếu khẳng định cái tang là xui, vậy thì trong thế giới này ai là người không xui? Đúng không ạ? À? Bỏ đi những cái quan niệm đó đi, là người Phật tử phải có cái nhìn khác hơn. Vậy thì thầy khuyên Phật tử, nếu như mình biết có cái nhà anh đó, cái nhà chị đó, cái nhà cô đó có người thân, người thương mới vừa mất, Tết họ không dám tới nhà thì mình cũng nên tới nhà họ. Tới nhà họ mình chúc Tết họ, mình an ủi họ xong, mình phải gửi một lời mời, mời anh, mời chị chiều nay hoặc ngày mai sang nhà tôi uống trà, ăn cái bánh, cái mứt, để chúng ta vui với nhau ngày đầu năm. Cái đó là điều tốt. Cái đó thể hiện được tinh thần đạo đức và lòng bao dung của người Phật tử. Rồi ngoài ra, Phật tử có muốn hỏi gì nữa không? Có gút mắt gì trong những ngày Tết nữa không? Ở đây thầy nhận được 4 câu hỏi thì thầy trả lời rồi. Đó. Nếu Phật tử có hỏi gì nữa thì thầy trả lời. Còn nếu không hỏi thì thôi mình xin nghỉ ở đây. Các vị cứ mạnh dạn, đó. Có gì thì cứ hỏi, còn không có gì thì thôi. Nhưng mà những lời thầy nói các vị đồng ý không? Đồng ý. Hãy trang bị cho thân chút xíu gì đó dễ nhìn để đón Tết. Nếu móng tay móng chân nó phèn quá thì mình chà rửa cho nó sạch một chút nha. Nó phèn quá, nó dính đất thì chà rửa cho nó sạch một chút. Còn nếu như mà thấy cần thiết thì đi mua hũ nước sơn về mình sơn đó. Mình mua cái cọ về mình sơn nó một chút. Nếu mà tóc tai nó thấy mà nó bù xù thì cắt tỉa cho nó gọn gàng.
Còn nếu mà thấy các tỉa mà không ổn thì vào chùa nhờ thầy ổng đẩy luôn cho nó mát để mình đón Tết. Cái thân làm sao cho nó dễ nhìn dễ coi chút là được, để trang bị đón Tết, đón năm mới. Thì tất nhiên đón năm mới thì cái gì cũng phải mới, nhưng quan trọng hơn là trang bị cho mình cái cử chỉ, cái nết, cái nhân cách và tấm lòng, làm sao cho nó thật là đẹp. Để thực sự ra đó, cái mùa xuân của chúng ta nó không chỉ là một ngày hay năm ba ngày hay là ba tháng. Cái ngày Tết của chúng ta không phải chỉ vỏn vẹn trong ngày mùng 1 đến mùng 4, mà làm sao cho chính nhân cách, chính tấm lòng của chúng ta ngày nào, phút nào, giây nào cũng là xuân, cũng là Tết. Cầu mong cho tất cả chúng ta luôn có một mùa xuân muôn thở. Xuân không hề có đến, không hề có đi. Cầu mong cho tất cả chúng ta có một cành hoa, đó chính là hoa tâm, là hoa lòng, tươi mãi, tươi giữa cuộc đời này, để chúng ta đem cái hương vị của mùa xuân, chúng ta đem cái vẻ đẹp của cành hoa tặng với những người cùng sống chung, với những người cùng có mặt với chúng ta trong cuộc đời này. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn.